Nam mô Bụtthaya. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính cảm ơn mấy cô. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ tư 12 tây tháng 8 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam Mô Bụt Thaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con ạ. Uka sa mayang phante ti sa rat ne na sa ha atang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma du ti yam bi mayang phante ti sa rat ne na sa ha atang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma tati yam bi mayang phante ti sa rat ne na sa ha atang ga sa man na ga tang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mần trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tăng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tăng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Yambi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Bà na ti bà ta về ra mắt ni sức khả bà đăng sa ma đi gia mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Bà na ti bà ta về cha ma ni sức khả bà đăng sa ma đi gia mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana về ramani sikha badang sama diyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana về ramani sikha badang sama diyami,
đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. A Brahmacharya Về Ramani Sikha Bandang Sama Diya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. A Brahmacharya Về Ramani Sikha Bandang Sama Diya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musa Wada Về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musa Wada Về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me ra yama chapa ma da tha na ve ra mani se kha ba đăng sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me ra yama chapa ma da tha na ve ra mani se kha ba đăng sa ma di ya mi Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika lafu jana ve ramani sekha badang sama diyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika lappo channa ve ramani sikha padang samadhiya mi Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita wa dita visu garasana ma la gan thuy đề bá tha đà ra nam văn đà na vi phu sanh tha na về ra mani sikha ba đằng samma diya mi Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Natcha gita wa dita visu katasana ma la gan thawile panatha janaman dana vifu sanatana we ramani sikha padang samadhiya mi Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha Sijana Maha Sijana Về Ramani Sikha Badang Sama Diya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Ve Chamani Sikha Padang Samadhiya Mi Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang Athang Gassamman Nagatang Puthapan Nyatang Upo Sathang Iman Charatin Iman Chadivasang Samma Dewa Afirakitum Samma Diyami Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atasikha badani uposasi varasena iman jaratan iman jidivasang satukang katoa apmamadena sammarakitabang Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên vui.
Ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sila na sugatan yanti, sila na fuga sambara, sila na nipotan yanti, tasma sila Người giữ giới hằng được hữu túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bào từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bào đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bào chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bào đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Thưa quý tu sĩ bà mang cái lăng ra khăn tu sĩ về đây có ta sắp bà bồ đề được pha về nơi sa đà so thị pha quan tu tê và quý tu sĩ bà mang cái lăng ra khăn tu sĩ về ta sắp bà tham ma được pha về nơi sa đà so thị pha quan tu tê và quý tu sĩ bà mang cái lăng ra khăn tu sĩ về đây có ta sắp bà sang kha được pha về nơi sa đà so thị pha quan tu tê tất cả anh phu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thu lành thai nam mô bích tha dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài trệ siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa pháp tân, con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ tri cùng chư tôn đức. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật Pháp Bồ Đà Tham Ma giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối Houston, từ 8 giờ đến 10 giờ sáng New York, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng Cali, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng Paris, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều Sydney, từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông thành kính đảnh lễ chư tôn đức và chào tất cả quý vị đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya dịch giả và Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích. Tỳ kheo Giác Đẳng bài 22 Kinh ví dụ con rắn Adhaka Du Pama Sutta phân đoạn 108 do Thượng tọa Giác Đăng giảng giải. Con kính thỉnh Sư phụ Giác Đẳng từ bi dẫn nhập chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Con xin kính mời Sư phụ Giác Đẳng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Ví dụ ổ rắn. Và đây chúng ta sẽ học cái phân đoạn 108. Cho đến hết. Kinh ví dụ con rắn, chúng ta có nhiều ví dụ. Và cái ví dụ đầu tiên ở trong bài kinh là Đức Phật ngài nói về một người bắt rắn. Vì vậy cho nên bài kinh mang tên gọi là Ekalatu Pama Sutta, kinh ví dụ của rắn. Có nhiều ví dụ khác như là ví dụ về chiếc bè vân vân. Ở đây thì bài học hôm nay để đến cái vấn đề tà kiến và nhân của tà kiến. Tôi thấy chánh kiến là khởi điểm vô cùng quan trọng đối với người tu tập. Và trong những đoạn kế tiếp thì Đức Phật lại xoay quanh trong vấn đề là đối với một người có cái sự chấp thủ về tà kiến, chấp thủ về bản ngã, về thế giới trường tồn, cái sự chấp thủ đó sẽ khiến cho một người đưa đến, một người bị đau khổ, sầu bi khổ. Ngược lại, nếu một vị thánh đệ tử mà có chánh kiến thì do có chánh kiến không có chấp thủ nên không có sự khổ đau, thoát được sự khổ đau. Và ở cái đoạn kinh cuối cùng, Đức Phật ngài dạy về cái lý vô thường, khổ đau vô ngã của năm uẩn. Ở trong bài kinh này khởi đầu do nguyên nhân thì tỳ kheo Aditya có cái sự chấp sai hiểu lầm về giáo pháp, từ đó là nguyên nhân mà Đức Phật ngài thuyết lên những cái pháp rất căn bản, cốt lõi và sâu xa ở trong cái hành trình tu tập của một vị hành giả để đạt đến sự giải thoát. Bài kinh hôm nay, đoạn kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư của ngày hôm nay thuyết giảng. Và bây giờ trước nhất xin thỉnh sư Nguyên Thông đọc cho chánh văn của bài học, sau đó cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập chương trình. Bây giờ con xin đọc bài kinh
Kinh Ví Dụ Con Rắn Aligadupama Sutta phân đoạn 108. Định hướng đúng sai khởi sự từ cái nhìn ban đầu. Chánh kiến hay cái nhìn chân xác là khởi điểm vô cùng quan trọng đối với người tu tập. Kinh văn: Này các tỳ kheo, có sáu kiến xứ. Thế nào là sáu ở đây? Này các tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục các pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Xem sắc pháp, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này là của tôi, cái này là tự ngã tôi. Xem tưởng, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem các hành, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã sau khi chết. Tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và này chư tỳ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục các pháp bậc thánh, tu tập các pháp bậc thánh, đi đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp, cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Xem cảm thọ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã tôi. Xem các hành, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào cũng đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã sau khi chết. Sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy, đối với các sự vật chẳng thật có, nên không có lo âu, phiền muộn, những điều cần nhớ. Thế giới quan bị nhân nhận thức sai lầm gồm sắc quẩn hay thân, tức là những gì thuộc vật chất của chúng sanh. B. Thọ quẩn hay cảm giác khổ, lạc, không khổ không lạc. C. Tưởng quẩn hay nhận thức từ kinh nghiệm, từ những từng trải. D. Hành quẩn hay tạo tác, chọn lựa, chủ trương của tâm ý. E. Thức quẩn là cái biết của các giác quan như thị giác, thính giác, khứu giác, vân vân. F. Đối tượng của năm quẩn gồm những gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Nhận thức sai lạc là sự chấp thủ cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng đây là thế giới, đây là tự ngã sau khi chết. Tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Đối với một vị đệ tử Phật hiểu nhiều về Pháp, có đi đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục các Pháp bậc thánh, tu tập Pháp các bậc thánh, đi đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục Pháp các bậc chân nhân, tu tập Pháp các bậc chân nhân, sẽ không có những kiến, những chấp thủ như trên. Những lo âu phiền muộn, căng thẳng do ảo giác tạo thành, từ bỏ chấp thủ sai lạc thì đau khổ sẽ chấm dứt. Kinh văn: Được nghe nói như vậy, một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: Có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp: Có thể có, này tỳ kheo. Ở đây có người nghĩ như sau: Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy.
Người đó sầu muộn, than van, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy, có cái không thực có ở ngoài có thể gây lo âu, phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài có thể không gây lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, có người không nghĩ như sao? Cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy này tỳ kheo, có cái không thực có ở ngoài, không gây lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, có người có tà kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai nói hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tỉnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỳ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong có thể gây ra lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong không gây ra lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỳ kheo, ở đây, có người không có tà kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái, để đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vị ấy không nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Vị ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỳ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, không gây ra lo âu phiền muộn. Tất cả các vị thủ đắc đều vô thường. Kinh văn: này các tỳ kheo, các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu gì, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, có thể trú như thế mãi mãi không? Chư tỳ kheo, các ông có thể thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ, và vật sở hữu ấy được nắm giữ sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, có thể trú như thế mãi mãi không? Bạch Thế Tôn: không. Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế mãi mãi. Chấp ngã đối những gì vô thường thì sanh ra khổ. Kinh văn: này các tỳ kheo, các ông có thể chấp thủ ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này các tỳ kheo, các ông có thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn: không. Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Sorry. Ngay cả những quan niệm dựa trên ngã chấp cũng sanh khổ. Kinh văn: này các tỳ kheo, các ông có kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này các tỳ kheo, các ông có thể thấy kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn: không. Lành thay, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Chấp thủ ngã và ngã sở
chấp là ta, là của ta, là cặp bài trùng, kinh văn. Chư tỳ kheo, nếu có ngã, thời có ngã sở thuộc của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỳ kheo, nếu có ngã sở thuộc, thời có ngã của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỳ kheo, nếu có ngã và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này, ở đây cho đến mãi mãi. Này các tỳ kheo, kiến xứ ấy là hoàn toàn triệt để, chẳng ngu si hay không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn triệt để chẳng ngu si được? Năm uẩn là vô thường, cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, thì không nên chấp thủ cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Kinh văn, này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng? Khi chánh quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thì có hợp lý chăng? Khi chánh quán cái ấy là, cái này là của tôi, là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay vui? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, các hành là thường hay vô thường? Chư tỳ kheo, thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ thì có lọt, thì có hợp lý chăng? Khi chánh quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không. Nhận thức một cách toàn diện. Kinh văn, do vậy này các tỳ kheo, bất cứ các sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, bất cứ cảm thọ nào, vân vân, bất cứ tưởng nào, vân vân, bất cứ hành nào, vân vân, bất cứ thức nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quan sát với chánh trí tuệ. Giác ngộ là cánh cửa giải thoát. Kinh văn, chư tỳ kheo, nhờ thấy như vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát, có trí khởi lên, biết được đã giải thoát, vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác. Bậc A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Kinh văn, chư tỳ kheo ấy được coi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lệ khóa, là vị thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỳ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây, này các tỳ kheo, là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Này các tỳ kheo, có thể nào là tỳ kheo đã lấp đầy các thông hào? Ở đây, này các tỳ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, đã làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã lấp đầy thông hào. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đã nhổ lên cột trụ?
ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ khác ái, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo đổi tung các lề khóa ở đây? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo đã mở tung các lề khóa. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo bậc thánh đã hạ cái cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy ở đây? Này các tỳ kheo, tỳ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ làm cho như cái ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỳ kheo, như vậy là vị tỳ kheo bậc thánh đã hạ cái cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Chư tỳ kheo, tỳ kheo để giải thoát như vậy thì chư thiên ở đế thích thiên giới, phạm thiên giới, sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của vị tỳ kheo ấy. Nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai, vì sao vậy? Chư tỳ kheo, ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ, con kính mời sư phụ Pháp Đăng Từ Bi giảng dạy bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung thỉnh sư phụ giác đẳng và chư chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ giác đẳng. Alo, alo. Dạ, con Pháp Đăng đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp, đảnh lễ Chư Tăng, đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông, Đại Đức Tề Truy cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý bài cô nữ, thân chào Phật tử. Thì cái bài kinh này đó thì chúng ta học mấy bữa rồi, nhưng mà cái đoạn kinh này cũng chưa phải là hết trong cái bài học này, chỉ là một đoạn kinh ở trong cái bài kinh Aditha, nói về cái vị tỳ kheo Aditha, bài kinh ví dụ con rắn. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì nếu mà chúng ta là một Phật tử đó, đọc kinh sách hoặc là nghe thuyết giảng đó, thì có những cái điểm mà chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ. Thường thì quý vị biết rằng đối với Đức Phật, Ngài thuyết giảng các cái câu chuyện bổn sanh, câu chuyện bổn sanh thì từ những cái kiếp làm người, làm thú, sanh lên cõi trời Phạm Thiên hoặc là những các cõi trời dục giới, sanh làm vua chúa, làm quan quyền, làm những cái người chiên Đà La cũng có. Và sau khi thì cho đến cái kiếp cuối cùng Ngài thành Phật. Và chính những cái câu chuyện bổn sanh này đó thì có những cái ý nghĩa, nhưng mà nó ở đây cũng khiến cho một số người họ có một cái sự suy nghĩ sai. Cũng giống như tỳ kheo Aditha này, khi mà nghe qua những cái câu chuyện như vậy thì nghĩ rằng mình thọ hưởng những cái dục lạc, nó không có chướng ngại đạo. Nhưng mà thật sự ra đó, điều đó không đúng và có một cái sự nhận định sai lầm. Hay là bây giờ chúng ta thấy những cái tư tưởng Phật giáo đó, thì họ nói chúng sanh có cái Phật tánh, và những cái Phật tánh đó thì luân chuyển lên xuống rồi cũng giác ngộ thành Phật. Đây là cũng một cái tư tưởng cũng không khác gì ở trong cái khuynh hướng trong những cái kinh bổn sanh, nói Đức Phật nói về cái sự luân hồi trong các cõi, các cảnh giới. Một số họ hiểu như vậy. Khi họ hiểu như vậy thì họ có một cái sự hiểu sai, chấp lầm. Chính cái sự hiểu sai, chấp lầm đó đem cái sự luân hồi nó dai dẳng và nó không thể nào chấm dứt được cái sự luân hồi. Thì chính vì khi mà chúng ta học hỏi Phật Pháp
mà không có hiểu biết đó, thì cũng giống như người bắt rắn, bắt cái đuôi con rắn thì con rắn nó quay lại nó cắn. Cái ý nghĩa này Đức Phật Ngài nói cũng giống như người hiểu Phật Pháp mà hiểu những cái câu chuyện bổn sanh Đức Phật Ngài thuyết giảng, người đó không có một cái sự quán xét để biết được tường tận thì người đó bị dính mắc. Thường thì nếu mà chúng ta nói rằng ở trong vi diệu pháp đó thì có 19 thức đi tục sinh, có bốn cái quả thức để tái sanh trong bốn cõi vô sắc như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Rồi còn lại thì những cái tâm quả sắc giới như là sơ thiền sắc giới, cho ra tâm quả sơ thiền sắc giới tái sanh về ba cõi, tâm quả nhị thiền tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tâm quả tam thiền tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền. Ở trong đó trừ ra năm định cư thiên là những vị thánh A-na-hàm. Còn lại thì chúng ta biết rằng những cái tâm quả dục giới, tám tâm đại quả dục giới thì cho tái sanh vào bảy cõi dư dục giới, cõi người và sáu cõi trời. Còn lại thì tâm thẩm tấn thiện cho sanh làm người lạc vô nhân, tâm thẩm thấm quả bất thiện thì cho sanh vào bốn người khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì nếu mà chúng ta hiểu trong A Tỳ Đàm Đức Phật thì nói như vậy đó, thì Ngài muốn nói đến cái việc mà chúng ta tái sanh vào trong cái khổ cảnh do không có những cái thiện nghiệp mà sắc giới, dục giới hay là vô sắc giới để tái sanh về những cái cõi cao, không có khả năng để có những cái loại thần thông như là các vị chư thiên phạm thiên. Và nếu mà mình tái sanh vào khổ cảnh như vậy đó, trong những cái ác nghiệp mà mình đã làm, mình phải chịu khổ. Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình nghĩ sắc thọ tưởng hành thức đó tái sanh cảnh giới này kia rồi nó cũng luân chuyển rồi nó cũng sẽ giác ngộ thành Phật như là những cái câu chuyện bổn sanh hay là những cái tư tưởng của mỗi chúng sanh có Phật tánh. Thì chính vì điểm đó đó nên đó, chúng ta hiểu được ở trong cái bài kinh này Đức Phật Ngài nói từ cái đoạn kinh văn mà Sư Nguyên Thông đặt về những cái kiến xứ đó, đó là những cái hiểu biết mà nó bị dính mắc, và chính những cái sự dính mắc đó đó nó mình gọi là những cái tà kiến đó, những cái tà kiến đó, đó là những cái nguy hại nhất. Bởi vì ở trong kinh Tăng Chi Pháp Mục Chi Đức Phật nói là không có bợn nhơ nào mà bợn nhơ bằng cái tà kiến, chính cái tà kiến là cái bợn nhơ tối thượng. Và thường thì quý vị vẫn biết rằng bốn tâm tam hợp tà đó, vị thánh tu đồ quần diệt được đó, thì vị thánh tu đồ quần không còn sanh vào bốn đường ác đạo, vĩnh viễn không được sanh vào bốn đường ác đạo. Chính tâm tam tà kiến này cho chúng ta tái sanh vào cái cõi khổ và cho chúng ta nhận diện cái sự tu tập sai lầm. Chúng ta thấy rằng cái sự tu tập sai lầm đó nó rất là nhiều ở nhiều cái góc độ. Ví dụ như những người mà họ nghĩ rằng chết rồi xuống địa ngục thì có địa tạng phá địa ngục, và sống không làm thiện pháp mà có quan âm cứu khổ cứu nạn, hoặc là họ có thể nghĩ rằng mình tu tập niệm như vậy thì mình có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc. Họ nghĩ rằng sẽ có một cái tự ngã nào đó được đem về những cái cảnh giới này cảnh giới kia. Thật sự đó, đó là cái sự hiểu biết tương đối là dính vào những cái kiến xứ, dính vào những cái kiến chấp mà không có như thật như chân. Và một cái người mà tu tập mà hiểu biết được như thật như chân đó, thì biết rằng sắc pháp này nó được hình thành, mình nói như là từ bốn sắc đầy hiển, hay là nói rằng cha mẹ ăn uống vật thực tạo thành nón bào tinh trùng, và cái thời kỳ thụ thai của người phụ nữ cùng với nghiệp và thức thuộc về danh quẩn. Bởi chúng ta thấy rằng thức là một trong 19 thức đi tục sinh, hành quẩn hay là hữu đó, thì chúng ta hiểu rằng là nghiệp luân hồi đó là do phiền não luân hồi ái thủ và vô minh nó đưa đến đến những cái hành động sai lầm, những hành động dẫn đến tái sanh mà chúng ta gọi là hành quẩn. Hữu là những cái sanh hữu như dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu là những cái sự tái sanh trong tương lai của những chúng sanh còn vướng mắc ở trong những cái tự ngã, hay là những cái thông hào, hay là những cái cột trụ, hay là những cái chưa bẻ được những cái ổ khóa. Và những chúng sanh đó phải tái sanh theo cái mãnh lực của nghiệp luân hồi là hữu và hành. Thì như vậy nên khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi mà một người sanh ra thì có danh và sắc. Dù là kiếp người hay kiếp thú nó cũng có sắc và danh. Ví dụ chúng ta thấy rằng một chúng sanh mà sanh làm súc sanh thì cũng có con thú đực, thú cái,
Và con thú được tu tái nó cũng ăn vật thực, nó cũng có mắt thấy tai nghe, miệng nếm vật thực, thân duy trì nội giống và tâm vui buồn thương ghét, nó cũng là những cái thành phần mà trong vi diệu pháp nói về những cái danh và sắc. Tùy theo loại người hay loại thú á, thì nó có sự khác biệt với tâm tục sinh. Còn sắc nghiệp nó được hình thành tùy theo những cái chủng loại, dù là loại thai sanh, loại người hay là các loại thú. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái sắc thân này đó mà chúng ta thấy, chúng ta có cái sự suy nghĩ đó mà sâu sắc đó, thì người đó cũng không có nghĩ rằng cái sắc pháp này á, ta chết rồi chôn thì nó ngộp thở, hay là thiêu thì nó lạnh, thiêu thì nó nóng, mà thủy tán thì nó lạnh, hay là điểu tán thì chim thú nó ăn đau đớn này kia nọ. Người đó không nghĩ như vậy, vì đó người đó nghĩ rằng sắc pháp á, những gì mà sắc tứ đại như đất trả gì cho đất, nước trả gì cho nước, lửa trả gì cho lửa, gió nó trả gì cho gió, những cái hơi thở lên xuống của mình do nhịp tim, do phổi của mình tạo, những cái không khí ra vô nó thuộc về gió, nó phong đại, khi chúng ta chết nó trả về cho phong đại. Quả đại là cái gì nóng hay lạnh đó. Khi thân chúng ta nó không còn duy trì được, thức nó không duy trì thì nóng và lạnh nó trả về cho nóng và lạnh là quả đại. Còn địa đại là những gì cứng mềm trong thân chúng ta, dù là thịt gân xương da ruột lá lách hay là thận tim gan đó, thì nó thuộc về địa đại. Khi mà chúng ta chết đó, thì nó sẽ tan rã theo địa đại. Thủy đại là nước mắt, mồ hôi, nước miếng đó, thì dù chúng ta có, khi chúng ta sống thì thức đại còn duy trì cái thọ mạng này, cái thân thể chúng ta, nhưng mà khi chúng ta chết rồi thì những cái thủy đại nó cũng trở về cho thủy đại, trở về cho nước, cho sự chảy ra hay quấn lại. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái sắc pháp mà Đức Phật ngài dạy như vậy đó, thì khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết như vậy đó, chúng ta không có dính mắc để sanh làm những cái loài ngã quỷ, những cái loài mà liên tiếp cái sắc thân này. Đó là vì cái thường thường chúng ta gọi là cái tự ngã trong cái sắc quẩn. Nên thường thường quý vị biết rằng khi một người mà hiểu biết, hiểu với sâu sắc đó, thì cái sự tái sanh nó cũng hiền thiện hơn. Mà ở chỗ này đó thì có một đoạn mà đọc mà nói về người đó khi mà có những cái chấp thủ ngoài hay chấp thủ bên trong á, là ý nghĩa là có những cái mình suy nghĩ rằng mình là người, kiếp sau mình là người, nhưng mà thật sự ra có nhiều khi mình là người nhưng mà kiếp sau mình không phải là người, mình sanh loài thú. Có nhiều khi mình nghĩ chúng sanh là thú thì chúng sanh đó kiếp sau hoặc là kiếp luân hồi đó họ có thể sanh làm người trở lại, vì cái nghiệp luân hồi nó cho ra cái sự tái sanh thôi, chứ không phải mình muốn hay không muốn. Mình có cái sự cột chặt hay là mình nghĩ đến hay không nghĩ đến. Mà khi mình nghĩ đến mà nghĩ đúng theo Phật pháp á, thì mình chỉ thấy rằng những cái hành động và thiện ác của mình nó cho ra cái nghiệp đi tái sanh. Và những hành động thiện ác mình hiểu được như vậy đó, thì dù là ở trong thân của mình hay tâm của mình đó, thì mình cũng suy nghĩ rằng mình có cái sắc thân này từ sắc pháp tạo thành. Mình có thể làm việc bố thí, mình có thể phục vụ, mình có thể cung kính, mình có thể giữ giới để tu thúc thân này. Một người khi suy nghĩ như vậy đó thì họ hiểu rằng họ hiểu để vượt khỏi cái tự ngã, họ không có chấp thủ cái sắc quẩn này của mình rồi gìn giữ bằng cái cách tô điểm phấn son, duy trì ăn uống hay là tầm cầu sự trường sinh bất tử. Cái chuyện nó không có. Chuyện đó chỉ có do cái tà kiến, do cái kiến nghĩ rằng sắc pháp là tôi, là tự ngã của tôi. Nên những người đó họ suy nghĩ và họ muốn đi tìm sự trường tồn trong sắc pháp này. Thật sự sắc đó là như vậy về phần sắc quẩn. Về phần danh quẩn còn lại như là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn đó, đó là phần danh quẩn. Thì chúng ta biết rằng đối với một chúng sanh tục sinh đó, thì có thức. Có một cái một trong 19 cái quả thức đi tục sinh thì có cái sở hữu thọ, có sở hữu tưởng, có những cái sở hữu còn lại như là tác ý hay là mạng quyền hay là định. Ngoài cái sở hữu thọ, sở hữu tưởng còn lại 5 sở hữu, dù mình chúng ta kể 7 sở hữu biến hành thôi, còn lại 5 sở hữu đó nó cũng thuộc về hành quẩn. Thức quẩn là một tâm quả đi tục sinh. Như vậy thì khi một người hiểu được cái phần tục sinh danh và sắc, nếu mà cái thiện tâm thì cái sắc nghiệp thiện cho mình tái sanh về 7 cõi dư dục giới, mình sanh ra làm người, làm chư thiên,
Nếu mình đắc thiền á, thì những cái tâm quả thiền cho mình sanh lên những cõi sắc giới, mình đắc thiền vô sắc giới cho mình sanh lên cõi thiền vô sắc giới. Còn ngược lại đó, thì tâm của mình á, làm việc ác đó, thì mình phải tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải chịu cái quả do cái phi phúc hành đem lại cho mình và tái sanh được cõi khổ. Chứ không phải có một địa tạng nào dưới địa ngục để phá địa ngục mà đưa linh hồn mình lên. Cũng không phải là cái linh hồn của mình đó, nó được ai dẫn dắt, được ai dẫn dắt nó đi, điều đó hoàn toàn không có. Bởi vì chúng ta thấy rằng, vì chúng ta hiểu rằng ở đời người ta thích cái gì đó, người ta tới cái tiệm đó, chứ không phải là người ta bắt buộc. Ví dụ giờ mình thấy luôn cả Covid bây giờ đó, nói về cái sự đeo khẩu trang là lợi ích, nhưng mà có nhiều người họ không chấp nhận đeo. Họ chỉ khi mà họ chuẩn bị gần chết hay là họ nhiễm Covid nặng rồi, họ mới nói lên cái sự hối hận của họ. Họ coi thường Covid nên họ nghĩ rằng cái khẩu trang không có thể làm được cái gì hết. Nhưng mà khi họ bị nhiễm Covid rồi, họ mới thấy cái sự hành hạ đau khổ vì cái Covid đó, thì họ mới nghĩ đó là cái sự hối hận của mình. Thật sự đó thì quý vị biết rằng đối với chúng ta đó, thường mình kiêu mạn về cái sắc đẹp, hay là kiêu mạn về tuổi trẻ, hay là kiêu mạn về mình ít bệnh hoạn, hay là kiêu mạn về mình có tài sản, có dung sắc, có cái này cái nọ. Nhưng mà thật sự đó, những điều đó nó chỉ là những cái vay mượn, những cái vay mượn của những cái thiện nghiệp, ác nghiệp mà thôi. Những cái điều mà do cái phúc báo, do cái điều thuận lợi, như mình nói trong vi diệu pháp, nói rằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hay là tiếp thâu quan sát thọ xả quả thiện, hoặc là chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tiếp thâu quan sát quả bất thiện, chúng ta lãnh thọ những cái quả ác hay quả thiện, quả vui hay quả khổ, tùy theo cái hành quẩn, tùy theo cái sự tái sanh của chúng ta, và tùy theo cái sự hưởng quả của chúng ta. Điều đó nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng khi nào đó cái cảm thọ mà như Đức Phật này thuyết giảng cái trời để thích đó, thọ hay tưởng hay là tư nào đó mà sanh thiện nên gần, cái nào bất thiện gia tăng nên trừ. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng thọ tưởng mà Đức Phật này nói về danh quẩn đó, thì cái hễ cái nào thiện đó, thì nó theo nhóm thiện, hễ mà cái thức bất thiện đó, thì cái thọ tưởng cũng hành cũng là bất thiện. Nếu mà thức thiện á, thì thọ tưởng hành cũng là thiện. Hay là cái tưởng thiện đó thì thức thọ tưởng hành thọ đó nó cũng là thiện. Khi mình nói như vậy đó thì mình hiểu rằng những cái danh quẩn này nó không có sanh riêng ra được mà nó sanh chung với nhau. Nên khi mình nói rằng thọ nào thiện á, thì hành thức tưởng thiện là đúng. Bởi vì cái thọ quẩn nó có sanh thiện đó, thì tất cả những cái danh quẩn kia còn lại, hành quẩn nó cũng là thiện, tưởng quẩn cũng là thiện, thức quẩn cũng là thiện, chung với cái thọ quẩn là thiện. Khi mà tưởng thiện nó cũng vậy. Nên khi chúng ta thấy Đức Phật này dạy về 10 pháp tưởng, hễ cái tưởng nó thiện thì tất cả những cái hành cũng là thiện, thức cũng là thiện, thọ cũng là thiện. Nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật là vị Pháp Vương, Ngài biết được cái pháp dẫn đến sự an lạc, cái pháp nào dẫn đến sự khổ đau. Khi hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng mình sống theo pháp, có nghĩa là mình hiểu được pháp thiện hay pháp bất thiện, pháp này là đem lại cái lợi ích hay là đem lại cái khổ đau, đem lại cái lợi cho đời này đời sau hay là cả hai đời, hay là cái pháp này đem đến cái sự khổ đau cho đời này đời sau. Không dựa vào một cái đoàn thể, hay là một cái số người, hay là một cái truyền thống, hay là một cái tín ngưỡng, không về cái tập tục hay là cái số đông, mà chúng ta chỉ dựa vào chánh pháp và phi pháp mà thôi. Nói như vậy thì Đức Phật ngày dạy sống theo pháp, sống theo pháp là chúng ta hiểu rằng pháp thiện, pháp bất thiện nó có tự tính của nó. Nó có mình gọi là có cái tính của pháp thiện hay pháp bất thiện đó, nó có cái sự thật hay là nó có cái chân lý của nó. Khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng á, khi mình làm thiện đó thì tâm mình đó gọi là khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho nó quả vui. Nhưng mà khi mình làm bất thiện đó là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, lỗi lầm, cho ra quả khổ.
Khi mà mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng Đức Phật ngày thuyết giảng để nhổ bỏ tất cả những cái tri kiến tà kiến, mà đúng theo cái chánh kiến mà Đức Phật ngày thấy thế giới và thế giới quan. Thế giới này nó luôn biến chuyển, nó luôn theo cái luật luân hồi, theo cái quả thiện ác. Mình không thấy đó là tự ngã của tôi. Thường thì quý vị thấy có nhiều cái tư tưởng, nhưng một số người họ nghĩ rằng Chúa tạo ra loài người, chứ còn những con thú đó là Chúa tạo ra riêng cảnh giới cho những loài thú. Nếu mà chúng ta hiểu Phật Pháp thì chúng ta thấy không thấy như vậy. Con thú hay con người nó cũng có danh và sắc. Danh và sắc này nó cũng có danh sắc là cha mẹ, rồi những cái điều kiện tạo ra cái sắc nghiệp này do cái loài giống đó duy trì. Còn cái tâm tục sinh là tùy theo cái nghiệp của chúng sanh tham ái, thích thú trong cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, biết, suy tư đó mà tái sanh. Chúng ta cứ nhìn vào ngũ hành giả, cẩu hành giả đó, thấy cái hào quang từ con bò nó bay lên, người đã tu hạnh ngũ hành giả. Con người thấy con chó thì thấy ánh sáng từ thân con chó. Khi con chó chết, ánh sáng bay lên, người đã nghĩ rằng con chó sinh về cõi trời và họ tu theo cái hạnh cẩu hành giả. Và họ nghĩ rằng họ sanh, họ tu như vậy, họ sanh lên cõi này cõi kia, thì Đức Phật này cho họ biết rằng họ sẽ sanh xuống địa ngục. Nhưng mà nếu họ hành y như con chó hay con bò đó, thì họ sẽ sanh làm chó, làm bò. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy đó, vì Ngài nói như vậy, Ngài thấy rằng tâm tham, thì mình thích như vậy, mình hành y như vậy đó, thì cái tâm tham đó sẽ cho mình sanh làm súc sanh. Nhưng mà nếu mà cái tâm tham tà kiến, mình hiểu rằng mình hành cái hành con chó, con bò này, mình sanh lên cõi trời, cõi kia đó, thì mình lại bị tâm tham tà kiến, chính tâm tham tà kiến này cho mình sanh vào trong địa ngục. Như vậy thì Đức Phật ngày ngày nói với cái Phật tuệ, nên thường thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói rằng ngày thuyết pháp giống như là con sư tử, dù là dồ con ngu dương, con trâu nước, hay là dù là dồ con thỏ đó, thì con sư tử đó dồ một cách khéo léo, không có dụng về, dồ đúng cách, chứ không phải là thấy con nhỏ mà rồi dồ một cách cẩu thả, không phải, hay là thấy con trâu nước thì lại cẩn trọng, không phải. Dù con vật nào thì cũng cẩn trọng giống nhau, nên không bao giờ có sự sơ sẩy đối với con sư tử mà khi vồ con mồi. Thì Đức Phật này thuyết pháp cũng vậy, dù là vị đó là Phạm Thiên, hay là dù vị đó là một người dân giả bình thường, thì Đức Phật này cũng giảng dạy cho hiểu biết một cái cách đúng đắn về cái sự hiểu biết sai lầm về tâm tham và tham tà kiến. Khi nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức này là tự ngã của tôi, dù là người đã ở giai cấp Bà La Môn, nghĩ mình thuần tí, dù là huyết thống giai cấp hay là những cái học hỏi về Vẻ Đà Kinh đó, thì Đức Phật này cũng cho biết rằng dù ở trong giai cấp nào, người hành bất thiện đó cũng gọi là bất thiện, chứ không phải là vì giai cấp đó mà bất thiện nó trở thành thiện. Dù là những cái giai cấp bình tiện đi, nhưng mà sắc thọ tưởng hành thức họ là thiện đó, thì họ cũng là tốt, là an lạc, chứ không có nghĩa là họ là pháp đó là đối với họ là hạ liệt hay là thấp hèn, không phải. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này thí dụ giống như là những cái vị mà tu thiền vậy đó, giống như xuống nước tắm á, thì dù là loài thú loài người xuống nước tắm đều mát, đều sạch bụi đất, chứ không phải là mình nghĩ là mình là vua chúa, mình xuống sông mình tắm mới sạch, còn bần cùng hay là cùi đuôi điếc xuống sông nó tắm không sạch, nó không phải vậy. Nước nó có tính chất là làm cho mát lạnh, tính chất nó là rửa sạch bụi bẩn, xuống nước tắm thì nó đều có cái hiện tượng sự thật là như vậy. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng những cái người dù bất luận là ở giai cấp nào, khi họ tu thiền, họ chứng được sơ thiền, họ đều sanh lên ba cõi sơ thiền. Họ cái làm phạm chứng thiên, phạm vũ thiên và đại phạm thiên, tùy theo tính tấn định định tuệ, tùy theo dục cần tâm thức tâm thẩm của họ mạnh yếu mà họ sanh làm đại phạm thiên hay là phạm vũ thiên hay là phạm chứng thiên. Nơi đây Đức Phật này không nói có một thượng đế, không nói có một phạm thiên dẫn dắt mình lên, mà Ngài nói rằng cái pháp đưa đến phạm thiên giới là tu thiền. Những cái thiền tu chứng do ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Chính cái sự ly dục hay là năm cái thiền chi đó đè được năm cái triền cãi, cái mãnh lực của thiền định đó mang lại cái sự tái sanh lên cõi phạm thiên. Không phải có một tự ngã đó được hình thành, như người ta nói rằng phạm thiên đẻ ra bị phạm thiên con, là phạm chứng thiên, là đại phạm thiên đẻ ra, nó không phải như vậy. Không phải là cõi trời thì có bà trời bà đẻ ra hay ông trời,
với bà trời đẻ ra cái vị trời trên cõi trời. Điều đó không có có trong Phật giáo Nguyên Thủy, nó có thể có trong những cái loại Phật giáo khác, những cái tư tưởng của Phật giáo khác, nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta không có tìm thấy điều đó. Như vậy thì khi mà chúng ta ở trong cái tự ngã do cái hành quẩn, do cái hành quẩn là do 19 thức đi cục sinh, thì chúng ta có thể làm người làm thú rơi vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, thì ai cũng có khả năng để rơi vào hết, tùy theo cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng, tùy theo mỗi cái phước duyên của mỗi chúng sanh trong cái thời kỳ chết và tục sinh kiếp sau mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát khi mà ngài đã nói đó, ngài được thọ ký đó để thành Phật đó, thì ngài không sanh nhỏ hơn chim sẻ sẻ, không sanh quá hơn con cái nhà táng. Thì ngài nói như vậy thì ngài vẫn còn tái sanh vào những loại súc sanh, chứ không có nghĩa là ngài không còn tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy dù là ngài là vị Bồ Tát được thọ ký rồi cũng vẫn tái sanh, vì do những cái sở hành, do những cái kiết sử, do những cái phiền não chưa đoạn trừ, mà cái phiền não đó chính là tâm của chúng ta. Chúng ta tâm của chúng ta có những cái hành quẩn bất thiện đó, thì nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh vào những cái cõi khổ. Các vị Bồ Tát thì khi mà ngài thọ ký rồi, ngài không có phạm những cái ngũ nghịch đại tội thôi, không có giết cha giết mẹ, không có chích mắt Phật, không có chia rẽ tăng. Dù kiếp nào đó, ví dụ chúng ta nghe kiếp mà ngài làm voi chúa đi, dù là bị đẹp đa đó, dùng tên độc bắn vào chân của ngài, ngài vớ được đẹp đa, nhưng mà ngài thấy cái y vàng ngài cũng bỏ xuống, ngài luôn suy nghĩ đến cái chiếc y thánh thiện, cái hàng thánh vô lậu giải thoát, nên ngài không bao giờ sát hại người nào có cái tấm y ở trên người. Ngài chỉ nói rằng người mà phiền não chưa có đoạn ly là không có xứng mặc quỳnh y thôi, cái quỳnh y đó để cho người thanh tịnh mặc thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài cũng nói lên những cái kiếp dù là ngài tái sanh làm những cái loài voi, nhưng mà ngài vẫn dương cao cái ngọn cờ của chánh pháp, những cái pháp thiện, những cái thấy cao thượng đó. Ngài cũng dạy chúng ta tập thấy cao thượng là thấy kim thân Phật, hoặc là thấy chư tăng, thấy đại thọ bồ đề, thấy ngọc xá lợi, đó là thấy cao thượng. Và chúng ta cứ tập viết như vậy cho đến lúc mà thuần thục, dù là có đọa lạc, nhưng mà cái cảnh gọi là cảnh duyên đó, là cảnh sắc đó, làm cho cái tâm thiện chúng ta nó sanh khởi. Những người mà không khéo tu tập đó, thì cảnh sắc đó khi họ thấy, họ có thể duyên cho bất thiện sanh khởi. Nhưng mà những người có tu tập đó thì họ tập thấy cao thượng, nghe cao thượng, nên họ tập hoài như vậy, nên cái tâm họ thuần thục. Dù lỡ có cái nghiệp nào đó để cho tái sanh vào những loại súc sanh đó, thì ngài vẫn dương cao cái tâm chánh pháp là như vậy. Với cái sự tu tập như vậy, chứ không phải là mình nói rằng một cái vị mà có cái tự ngã nghĩ rằng mình được thọ ký rồi thì mình vượt khỏi cái sự đọa xứ, không có nghĩa là như vậy. Những cái đọa xứ vẫn còn đối với những vị Bồ Tát dù được thọ ký thành Phật, nhưng mà ngài không sanh quá nhỏ hơn chim sẻ sẻ mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói như vậy đó, để chúng ta thấy rằng khi mình quan sát như vậy đó, mình quan sát về cái nghiệp lực như vậy đó, thì mình cẩn trọng với cái hành động thiện nghiệp của mình. Mình cố gắng làm thiện, việc ác đó, thì mình cố gắng bỏ. Nhưng mà khi có một người đó họ nghĩ rằng họ chết xuống cái địa ngục, có địa tạng phá địa ngục đưa họ lên đó, thì họ nghĩ rằng có người đó là chỗ nương tựa cho họ nên họ có thể làm ác. Hay là họ không làm thiện, họ nghĩ rằng có Quan Âm cứu khổ cho họ đó, họ nghĩ có cái người cứu khổ nên họ làm cái việc ác. Khi quả ác tới đó thì họ nghĩ có người cứu, như thật sự nó không có người cứu quý vị. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới nói rằng có nhiều người nghĩ có tự ngã do cái vị đó tôn thờ người đó, rồi người đó không có lo âu. Chuyện đó nó không phải đâu, nó không có đâu. Vẫn có những cái lo âu phiền muộn khi mà mình nghĩ có cái việc đó nhưng mà lại không có việc đó, hoặc là mình nghĩ không có việc đó nhưng mà lại có việc đó. Mình nghĩ có việc không có việc đó là sao? Mình nghĩ mình thờ cái người đó lại có cái người đó cứu khổ mình, những cái đau khổ này không có đến với mình, nhưng mà thực sự ra cái nhân quả nó vẫn có đối với mình, dù mình nghĩ nó không có nhưng nó vẫn có. Rồi mình nghĩ có người cứu khổ mình đó, nó không có, nhưng mình nghĩ nó có, đó là chỉ làm cho mình lo âu chờ đợi phiền muộn mà thôi. Cũng giống như cái tư tưởng của những người họ nghĩ rằng họ sanh làm trời làm người, kiếp này làm người, kiếp sau làm người, họ nghĩ như vậy cũng là cái chuyện mà chấp thủ và lo âu phiền muộn với họ, vì họ nghĩ rằng kiếp sau họ được làm người với cái sự tin tưởng của ai đó, như là thánh A-la hay là thượng đế, họ có thể ôm bom giết hại người khác, họ nghĩ rằng họ có thể sanh lên cõi trời.
Nhưng mà thật sự đó họ không sanh lên cõi trời, nên những cái lo âu phiền muộn họ vẫn có. Họ nghĩ rằng họ không bao giờ rơi vào địa ngục khi mà họ thờ người đó. Nhưng mà những cái sự rơi vào địa ngục vẫn có đối với người đó, chứ không phải vì họ thờ, họ tin tưởng một người nào rồi họ lại có thể y như cái sự tin tưởng của họ mà có thể đưa họ sanh lên cõi trời này hay cõi trời kia. Chính vì điểm đó nên chúng ta hiểu rằng những cái sự lo âu phiền muộn đó thật sự là có, những cái lo âu phiền muộn nó nằm ngoài, nhiều khi mình suy nghĩ rằng nó có thể có, nhưng mà nó không phải có người nào có thể lo cho mình được. Và nhiều khi mình nghĩ rằng không, nhưng mà thật sự mình có nghiệp thì mình phải rơi vào địa ngục thôi, chứ không phải là có người nào đó có thể đưa mình ra khỏi địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức nó chỉ là những cái sự tạo tác, những cái sự tạo tác thiện ác. Và những sự tạo tác thiện ác đó được Đức Phật Ngài nói lên cõi vui cõi khổ. Và khi mà Ngài nói lên cõi vui cõi khổ đó thì chúng ta hiểu thực hành như thế nào để sanh lên cõi vui và thực hành thế nào rơi vào cõi khổ. Vì thường thường cái cõi vui đó làm cho lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau, và làm cái sự an lạc tốt đẹp cho tất cả chúng sanh mà thôi. Còn khi một người hiểu sai tà kiến đó thì họ lại không hành thiện, nhưng mà họ sợ cái quả ác. Nên thường thường mình hay nghe nói câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bồ Tát thì sợ cái nhân của bất thiện đưa ra cái quả đau khổ, nhưng mà chúng sanh thì sợ quả chứ không sợ nhân. Cái việc ác thì cứ việc làm mà sợ cái quả sanh vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy khi một người mà hiểu biết như vậy đó thì cái sự thấy nghe ngửi nếm đụng, mình nghĩ rằng cái sự thấy của mình đó là cái tâm nhãn thức, và cái cảm giác của mình là thọ quẩn. Cái sự kinh nghiệm của cảnh sắc đó, mình biết được cảnh sắc này, trái bí trái bầu đó là tưởng quẩn, và cái sự vận hành của các danh quẩn đó thuộc về hành quẩn, nó có những cái sự cấu sanh cấu tạo được tác thành ở đó. Như vậy đó, thì một người mà khi hiểu được như vậy đó thì những cái sự chấp thủ sai lầm, những cái sự chấp thủ về ngã hay là tự ngã đó, bất cứ những cái kiến xứ nào đó nói về thế giới hay là thế giới hay là tự ngã, sau rồi chết rồi nó sẽ được thường còn thường hằng thường trú như vậy đó, không biến chuyển như vậy đó cho đến mãi mãi đó, đó là những sự lầm lạc mà thôi. Và chúng ta hiểu rằng cái sự sanh tử trong các cõi vui cõi khổ được Đức Phật Ngài nói lên đó, để chúng ta nói có nhiều người họ nghĩ rằng Thượng Đế tạo ra loài người. Thật sự ra đó thì loài thú họ nó cũng do Thượng Đế tạo ra, nhưng mà Đức Phật này rằng do nghiệp tạo chúng sanh có danh sắc. Danh sắc đó nó là một 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 cái sự một cái sự di chuyển, một cái sự vận hành do nghiệp vận hành, do các pháp vũ vi vận hành, nó đi đến cái sự vận hành đó. Vì nó là vô thường, nó là khổ, vì nó là khổ nên nó là vô ngã. Vì nó là vô ngã, là nó không có ở dưới quyền Thượng Đế, thần linh, nó không có ở quyền của ta nữa. Tự mình nói là ta, là tự ngã của ta, nó cũng không ở dưới quyền ta, mà nó chỉ ở dưới cái sự vận hành của thiện ác mà thôi. Như vậy thì những cái sự lo âu phiền muộn, khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ thấy được một cái chuyện mình phải làm là gì? Tu tập những cái thiện pháp, tu tập những cái thiện pháp với một cái mục đích ly tham. Nên Đức Phật nói rằng trong tất cả các pháp á, ly tham là tối thắng. Ly tham là chúng ta không có dính mắc, vì chúng ta nghĩ rằng dù kiếp thú kiếp người sanh lên có danh có sắc thì có cái khổ của danh sắc, dù là cõi nào cũng vậy. Hay là chúng ta nghe nói cõi vô tưởng là một tượng đá suốt 500 kiếp đến đất, nhưng mà một tượng đá 500 kiếp đến đất có tồn tại như vậy cũng không có cái gì là lợi ích, chỉ qua là do cái sự suy nghĩ của một người đắc thiền rồi họ lại tái sanh làm người vô tưởng như vậy thôi, suốt 500 kiếp giống như một tượng đá, rồi họ cũng chết cái cõi vô tưởng để họ tái sanh vào cái cõi khác tùy theo cái danh quẩn dẫn dắt họ tái sanh. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng thật ít những mà mình có phiền muộn, mình chỉ có chánh niệm tỉnh giác để mình biết mình tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp, mình biết được thân mình sắc sanh trộm cắp hay tà dâm, mình biết được khẩu mình nói ác nó đâm thọc nó thiêu dệt nói nhảm nhí vô ích, mình biết được cái ý của mình tham ác sân ác hay tà kiến ác về ác hành, hay là mình biết rằng ý của mình vô tham vô sân mà chánh kiến, thân của mình từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, khẩu của mình từ bỏ nói ác nó đâm thọc nó thiêu dệt nói những lời nhảm nhí ích, mình chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được, mình phản tỉnh được, mình coi mình đã làm cái gì,
Và những cái đó, đó là những cái nhân để dẫn dắt đến sự tái sanh cho mình. Như vậy thì mình tin chắc một điều là mình đã tạo những cái thiện nghiệp mà do lời dạy của Đức Phật nói về cái pháp đưa lên cõi vui hay cõi khổ, mình tin tưởng như vậy. Và mình tạo cái việc mà thân cận những cái bậc thiện trí, mình gần gũi những cái bậc có cái chánh kiến, thành tựu được chánh kiến là các vị đắc được đạo quả, để mình nghe Đức Phật thuyết giảng về cái sự dính mắc trong sắc thọ tưởng hành thức, cái sự dính mắc trong các cái kiến xứ, cái kiến thức, hay là cái sự lý luận sai lầm, sự chấp thủ sai lầm trong tâm của mỗi người, để từ bỏ được những cái tùy miên, kiến mạng tùy miên, hay là vô minh tùy miên, có thể nhổ bỏ được những cái điều đó, có thể cắt đứt được những cái gì tái sanh trong tương lai. Khi mà mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng tất những cái kiến xứ, dù là cái sự tái sanh trong cảnh này cảnh kia đó, cõi này cõi kia đó, mình sẽ biết được nó đều là do những cái sự vận hành của hành quẩn, có sự có mặt của thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Mà hễ mà có tâm thì chúng ta cũng tự trong kiếp sống này chúng ta thấy tâm mình cũng vô thường, tâm mình thì cũng vui buồn, những cái cảm giác sướng khổ, tâm mình có lúc thì nó si mê, có lúc nó tham lam, có lúc nó sân hận, có những cái danh quẩn sanh khởi tương ưng như vậy. Nên thường thường chúng ta thấy rằng đối với bất thiện pháp thì cái nhóm bất thiện biến hành, hay là nhóm tham phần, sân phần, nhóm hôn phần, hoặc là nhóm hoài nghi, nó có năm nhóm bất thiện trong sở hữu bất thiện, nó chỉ sanh theo những cái tâm bất thiện. Và những cái nhóm tịnh hảo như là tịnh hảo biến hành, hay là giới phần, hay là vô lượng phần, hay là trí tuệ đó, nó sanh theo những cái tâm thiện dục giới, sắc giới, hay là tâm thiện siêu thế. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hiểu được pháp mà Đức Phật ngài dạy nó có thật. Và khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta cũng không có lo âu phiền muộn gì. Mình hiểu được cái việc mà mình làm chánh niệm giác quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại là chánh niệm tỉnh giác để theo dõi được thân tâm của mình. Đó là những cái điều mà Đức Phật này dạy. Khi mà mình nghĩ về một cái tự ngã thường còn, thường hằng, thường trú đó, thì đó là một cái tư tưởng tà kiến, và không thấy được khổ, không thấy được vô thường, không thấy được vô ngã, chỉ là bị những cái sự mà khổ thì cho là lạc, vô thường cho là thường, bất tịnh thì cho là tốt đẹp thôi. Thật sự là cái sự thấy sai hiểu lầm do kiến điên đảo, do tâm điên đảo và do cái tưởng điên đảo mà thôi. Như vậy thì Đức Phật này nói về những cái chúng sanh, những cái sự vận hành của danh sắc, của thân tâm đó, để hiểu được cái sự vận chuyển đó nó như thế mãi mãi. Chúng ta thấy cứ mỗi lần một Đức Phật ra đời đó thì một cái thời gian tu tập rất là lâu, nhưng mà tất cả các Đức Phật cũng viên tịch Niết Bàn, chúng ta đã luân chuyển cho đến ngày hôm nay cũng vì những cái kiến chấp này mà chúng ta luân chuyển, chứ không phải Đức Phật không thương, hay là không phải Đức Phật không giảng thuyết, nhưng mà Đức Phật này giảng thuyết chúng ta lại làm lơ, hoặc là chúng ta tin tưởng một cái sự tin tưởng sai lầm, một cái sự chấp giữ không đáng chấp giữ đối với các pháp thánh. Thì những cái dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã chấp thủ này, đó là những cái lậu hoặc phiền não mà cần phải được đoạn trừ với lời dạy của Đức Phật là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự chấp thủ đó, nên cái giáo lý tập diễn viên nói rằng khi có sanh thì có già, đau và chết, có sầu bi khổ u ai, điều đó là cái quả của cái nhân, cái quả của sự luân hồi phải có như vậy đối với chúng sanh nào mà còn chấp thủ trong sự luân hồi. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng dạy trong cái bài kinh, ngày giảng dạy cho tỳ cụ Arittha, hay là nói rằng cho tất cả chúng sanh, khi mà mình coi kinh sách đó, mà mình có cái sự hiểu sai, sai lầm, sai lệch, thì những cái sự sai lệch, sai lầm đó nó kéo dài sự luân hồi, và nó không làm chúng ta nỗ lực đúng đúng mức, hiểu được cái hiểu đúng 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 mức, hiểu được cái danh sắc là khổ, hiểu được cái phiền não dẫn dắt. Mình hiểu đúng là phiền não là như vậy, chỉ là những dục thủ thôi, trong sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, mắt mình nhìn thấy hình sắc,
mình cho là như thế này thế kia, dù là vàng bạc ngọc ngà châu báu hay là ngọc trai hay là mã não san hô, cũng chỉ là mắt thấy cảnh sắc mà thôi, nó chỉ là sắc mà thôi. Nên người ta nghĩ rằng có một cái thân kim cang bất hoại, người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà Đức Phật thì ngài biết rằng sắc uẩn chỉ là sắc uẩn, nó cũng là sắc tứ đại, đất nước lửa gió, cái gì nó tan rã rồi nó cũng trở về cho đất nước lửa gió. Như vậy thì Đức Phật ngài thuyết giảng và ngài nói lên cái sự vô thường của sắc thọ tưởng hành thức, ngài nói lên cái sự khổ của sắc thọ hành tưởng hành thức, để chúng ta đừng nghĩ rằng là thường hằng hay là một cái thân kim cang bất hoại hay là một cái sự hạnh phúc tuyệt đối ở trong cái sự luân hồi. Điều này không có, chỉ có Niết Bàn vượt thoát luân hồi, chấm dứt tất cả, diệt trừ tất cả lậu hoặc phiền não, thì cái đó là sự an vui, không còn bị phiền não lậu hoặc nung nấu chúng sanh mà thôi. Như vậy thì Đức Phật này thuyết giảng cho chư tỳ khưu hiểu biết, và cũng để cho tỳ khưu Arattha hiểu biết rằng cái sự tục sinh của danh sắc nó có riêng từ phần từ phần. Nó có danh tục sinh, sắc tục sinh, bất thiện hay thiện, cõi thấp hay cõi cao, cõi thiền hay cõi không có thiền. Đức Phật này chỉ dạy như vậy, để cho người đó đó khi mà họ không có thành đạt mà họ nghĩ rằng ta sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên, thật sự là họ không sanh lên cõi Phạm Thiên. Họ nghĩ rằng ta thực hành bất thiện như vậy mà sanh lên cõi Phạm Thiên, cũng như những người mà họ nghĩ rằng họ ôm bom giết người ngoại giáo đó thì họ sanh lên cõi trời và họ được nhiều người vợ. Điều đó nó không có đối với Phật giáo và nó cũng không có với nhân quả. Chúng ta khi làm ác như vậy đó, dù mình không nghĩ mình rơi sập vào địa ngục nhưng mà nhất định mình sẽ rơi vào địa ngục. Mình nghĩ rằng mình sanh lên cõi trời, dù mình nghĩ rằng có ai đó cho mình, nhưng mà thật sự khi mình hành hạ ác đó thì mình đều rơi vào địa ngục, và các cõi trời đó là cái cõi mà mình không có thể nào sanh lên cõi đó được. Như vậy thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái sắc hay quá khứ hiện tại vị lai thô hay tế đó, trong các cái cõi, ví dụ chúng ta thấy cõi vô sắc, Đức Phật này cõi đó không có sắc là cõi có danh uẩn, hay là cõi sắc uẩn có danh có sắc nhưng mà sắc đó quá sanh. Còn cõi nhân loại chúng ta là thai sanh đó, thì danh là sắc bị sắc thô. Đức Phật này nói như vậy, ngài phân biệt rõ ràng trong quá khứ hiện tại tương lai các cái cảnh giới đó, được nói theo pháp chứ không phải nói theo bất luận một người nào, dù là người đó ở một cái địa vị nào đó, nhưng mà không nói theo pháp thì đều gọi là phi pháp hết, đều là phi chân nhân, phi sự thật. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy được cái sắc uẩn ở trong các cái cõi dục giới, trong các cõi dục giới là vật thực nuôi dưỡng thân này, nên nó phiền toái, nó phiền toái rất là nhiều. Cõi chư thiên thì sắc do phước sanh, ăn vật thực do tự nhiên có, nhưng mà nó cũng chỉ là phước do thiện nghiệp tạo thành, nhưng mà nó còn thân thì nó vẫn còn hào quang mà trong thân mà hôi đổ ra, hoặc là trong tâm thì làm biến ngồi nghe pháp. Thì những hiện tượng đó của những vị trời dục giới nó cũng là hệ lụy, nó cũng là nhiệt não, nó cũng là nung nấu. Nên những vị đó hiểu được như vậy thì chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta sẽ dỗ lên trụ, đó là chúng ta từ bỏ vô minh. Vì chúng ta hiểu rằng vô minh đó là những cái sự che đậy sự thật, không biết về danh sắc, không biết về khổ tập diệt đạo. Như vậy thì Đức Phật nói rằng vị đó đã nhổ được cái cột trụ lên, đã hạ cái cây cờ xuống. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng cái sự khác ái, sự đoạn tận, những cái khác ái đó không còn nữa. Bởi vì Đức Phật này nói rằng mà những cái vô minh và tham ái, hay là những cái ác pháp, như là những cái kiết sử lậu hoặc, như là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, khi mà vị nào mà đắc được đạo quả tu đầu quần đó, là mở được cái lề khóa này đó là cái kiết sử đầu tiên, và vị thánh tu đầu quần đạt được đó thì mở được cái cánh cửa niết bàn, để vị đó không có bị rơi vào bốn đọa xứ, là chúng ta hiểu như vậy. Như vậy thì Đức Phật nói rằng khi mà vị tỳ kheo mở tung những cái lề khóa là dứt trừ được những cái hạ phần kiết sử, còn vị thánh hạ cái cờ xuống đó, là vị đó đặt xuống những cái hệ lụy, vị đó từ bỏ được những cái ngã mạn,
Bởi vì ngã mạn là kiết sử thượng tầng, ái sắc ai sắc ngã mạn vô minh và phóng mật phóng vật đó, vì đó đã tận gốc mà, như là cây sa la bị chặt đầu, những người mà từ bỏ được ngã mạn thì vị đó sẽ là vị thánh A La Hán, đã đặt gánh nặng xuống không còn hệ lụy nữa. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết đó, nếu mình không có y cứ vào Thiên Chủ Đế Thích Thay Phạm Thiên, hay là sanh chỉ là quá sanh, hay là những cái vị quá sanh với cái ý nghĩa này hay ý nghĩa kia đó, thì không còn y cứ được. Vì Đức Phật ngày thuyết giảng các cái cảnh giới, các cái sự tái sanh, các cái cảnh giới và các cái thọ tưởng hành thức để có mặt trong các cái cảnh giới đó, thì Đức Phật ngày cũng trình bày. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngày trình bày như vậy đó, thì ngài nói về một cái người mà khi mà chứng ngộ, như là Đức Phật ngày chứng ngộ được Niết Bàn rồi, không tìm được cái thức thức tục sinh trong tương lai. Tại sao vậy? Vì sao khi mà tử rồi không còn tục sinh của danh tục sinh, mà hãy danh tục sinh không còn thì không còn sắc tục sinh? Bởi chúng ta thấy rằng cái danh tục sinh đó, nên Đức Phật này cũng dạy trong kinh Tương Ưng ấy, nếu mà nõn bào tinh trùng có nhưng mà không có thức tục sinh đó, thì cái thai bào nó cũng không có hình thành được. Và cũng như vậy, nếu mà danh tục sinh là thức với tục sinh mà không có nõn bào, không có tinh trùng, không có thời kỳ của người phụ nữ đó, thì cái thức đó cũng không tục sinh được. Nó có những cái điều kiện nhân duyên. Nếu mà cái người đó tục sinh đó, thì phần sắc đó, phải có sắc tục sinh, phần danh đó, thì có tâm tục sinh, có tâm quả và có thọ tưởng hành thức đi tục sinh, mình gọi là danh tục sinh. Phải có danh sắc tục sinh như vậy đó thì mới hình thành được. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng khi một vị thánh hay là một vị thánh A-la-hán đó, thì các vị đó đã đoạn trừ cái tham ái, không còn hành để đưa đến tái sanh, dù là cõi sắc, cõi dục hay cõi vô sắc cũng không còn cái quả thức đưa đến cái sự tục sinh, cái nghiệp thức đưa đến cái quả thức đi tái sanh không còn nữa, thì không tìm được cái thức của Như Lai hay là các thánh. Điều này không có. Khi mà hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cái sự danh sắc là Đức Phật nói là vô thường, là khổ, là vô ngã, là thật sự. Cái gì vô thường là vô thường, cái gì khổ là khổ, cái gì vô ngã là vô ngã, chứ không ở đó không có sự thường hằng. Như vậy thì đúng như là dạy của Đức Phật ấy, thì mới có thể giống như là người bắt rắn mà đè đầu con rắn chứ không có nắm cái đuôi con rắn. Một người thọ trì pháp mà thọ trì sai đó, chính cái sự thọ trì sai đó là một tà pháp. Dù tà pháp đó được bất cứ ai, bất cứ chư thiên, phạm thiên hay loài người, nên thường thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngày chưa có chuyển pháp luân, chưa nói tứ đế, chưa nói vô ngã đó, thì những vị chư thiên, phạm thiên, những sa môn, bà la môn nghĩ rằng ta có một cái tự ngã. Nhưng mà khi Đức Phật này thuyết đó, thì họ lông tóc dựng ngược, họ không thấy có cái tự ngã. Vì Đức Phật này thuyết giảng để từ bỏ cái tà kiến, cái tự ngã, mà hiểu được cái hiểu được cái pháp vận hành, do cái sự vận hành của nghiệp luân hồi, do cái sự hình thành của danh sắc trong các cảnh giới mà Đức Phật này tuyên thuyết lên như vậy. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, phần trình bày cái bài học hôm nay thì con xin trình bày như vậy. Nếu còn gì sơ sót trong cái sự trình bày này, sẽ là những câu thảo luận của thượng tọa dắt đẳng để hỏi các vị thượng tọa chia sẻ thêm cho bài học này đầy đủ hơn. Phần phước nào phát sanh con kính dâng lên quý ngài, chia đến tất cả quý vị, hồi hướng đến chư thiên. Bây giờ thì con xin đảnh lễ quý ngài, con xin thỉnh thượng tọa dắt đẳng trở lại điều học phần thảo luận. Sau thủ kinh trình thượng tọa pháp đăng. Bạch thượng tọa tuổi siêu, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tuổi siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tuổi siêu có mặt ở trước máy và có nghe được không? Thượng tọa tuổi quyền ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Thưa thầy quyền, ở trong bài kinh này Đức Phật ngài có dạy rằng nếu có ngã thì có ngã sở. Dạ, nếu có ngã thì có ngã sở, tức là nếu mình chấp ta đó thì chắc chắn là mình có chấp thủ cái của ta.
đó là cục đại trụ. Thì Thượng Tọa Quan Hỷ nói rõ là tại sao chấp ngã với chấp ngã sở nó lại đi chung với nhau ở cái tỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, và Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, và giờ đây chúng nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính lễ đến giáo pháp và chúng ta tu lễ đến chùa Bồ Đề Siêu tầm những đẳng chúng pháp đẳng chúng ta pháp tăng và mình hành lễ đức Phật tánh đến từ trên siêu nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thầy cho được biết đâu nữa cùng chư Phật tử. Và quả thật như vậy. Nếu như khi nào mà chúng ta chấp ngã, chấp thủ ngã thì nó sẽ có ngã sở đi. Ở trong cuộc đời này á, mình chấp về cái của mình đang có mạng sống, có sức khỏe, có tiền của, có danh vọng, có sự nghiệp, có kiến thức, có đang ở kiếp sống này, có đang được cái điều này, có đang được cái điều kia, dù chúng ta có ở bất cứ một giai tầng nào cũng có cái sợ chấp sợ ngại đi theo chúng ta. Chúng ta thấy một người nói cái miệng chứ nằm ở trên giường bệnh, thôi tôi chết cho rồi, tôi muốn tôi chết, cái muốn chết để tránh né cái khổ đau, nhưng khi cái chết nó về là rất sợ. Thì tại sao đã ngã rồi mà nó có cái ngã sợ hay là cái chấp thủ ngã đó? Ở đây chính chúng ta sợ, tại sao chúng ta sợ chết? Bởi vì chúng ta muốn sống, chính là chấp thủ cái sống mà cái ngã nó, mà cái chết nó phải tới. Đọc lại kinh văn, chúng ta nhớ đọc lại kinh văn của thập nhị duyên khởi, thì chúng ta thấy bởi vì có xúc, khi nào có xúc thì cái đó có thọ, mà danh sắc làm cho xúc hiện khởi, tức là chúng sinh tạo ra đó, chúng sinh đó nó mới có, nó có xúc, nó xúc này, xúc này lục xúc này duyên cho nó lục thọ này, lục thọ này duyên trên là lục ái này. Cái chỗ này nó quan trọng vô cùng, ở chỗ lục ái vừa đầu cái ái thể cái lạc của những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang được, dầu cho được như thế nào cũng chấp trong cái có được đó. Rồi kính thưa quý vị, cho nên họ sợ mất đi, họ sợ biến diệt, họ sợ không còn, họ chấp thủ giữ gìn nó. Đây chính là cái do ái làm nhân, do ái làm duyên mà chúng ta ngã, và từ ngã đó nó đưa qua cái ngã sợ cho chính mình. Và vừa rồi như thế thì chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta ôm ấp, chúng ta giữ gìn, nhưng tất cả mọi việc nó không đều như ý chúng ta. Rồi cuộc đời nó phải vô thường, các pháp sanh ra và thời phải diệt đi, rồi chúng ta mới ước muốn. Bởi vì lục ái nó duyên cho lục thủ, chính lục thủ này giữ không được vì cái sự vô thường, vì cái sự khổ não, vì cái sự thật không có của chính chúng ta đã sai lầm, chúng ta cho nó là có, cho nên muốn có nó mới có tiếp tục nữa, cho nên sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Thì thế là có già chết, sự bi của ô não tiếp diễn được có mặt trong cuộc đời này. Cho nên giữa chấp thủ, giữa cái ngã và chấp thủ và cái ngã sở nó đi chung, đây là một điều hết sức là hãy mà cho rằng cái này của tôi mới gìn giữ, bởi vì nó không của tôi không gìn giữ. Tại sao mà con người ta bệnh đó mình không đau, con người ta té, con người ta chết mình không buồn, mà là của mình mới buồn? Đó chính là chấp thủ này nó mới đi cái ngã sở, bởi vì người đây là người con của tôi, tâm tư tình cảm của người ta mất hết thì mình không có bị chao đảo gì hết, mình không có buồn phiền, nhưng cái gì của mình có mà mình mất đi thì mình cảm thấy rất là khổ sở, mình cảm thấy rất là đó chính cái của mình, và cái đi theo mình đó, cái mà mình khả ái khởi ca lạc, vừa lòng khả ái khởi ca lạc, cái vị ngọt của nó chính đó là chúng ta chạy theo nó. Một điều mà chúng ta biết là trong cuộc đời này tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp nó khổ não, tất cả pháp nó vô ngã. Rồi tất cả chúng ta phải chia lìa sự ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Tất cả chúng ta rồi phải ra đi, rồi phải từ biệt tất cả, rồi phải bỏ lại tất cả. Thế giới là vô thường, thế giới là khổ não, hay là tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tất cả những gì mà chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta vui, chúng ta buồn, tất cả nó vô thường, nó vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Cho nên quả thật sống trong cuộc đời, nếu đã là không thật thì chúng ta sống hết lòng,
sống thật lòng, để rồi tất cả khi mà đã đi không còn cái hối tiếc hay không cái buồn phiền hay không còn phải nhảy gì nữa, sống thật, sống đúng. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta rồi chúng ta không còn hiện hữu nữa, chúng ta sẽ khó gặp nhau nữa thôi. Tại sao những gì mà trong tầm tay nắm, trong cái sự bảo bọc thì chúng ta bảo bọc với cái khả năng của chính mình, chứ đừng nếu mà như cho rằng nó là một giá trị tuyệt đối, cho rằng nó như ý muốn của mình, thì rồi chúng ta sẽ tuyệt vọng, chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ không có lối thoát. Và đây là cuộc đời mà tất cả chúng ta phải hiểu thôi. Cái chấp cho ta như thế này, chấp cho ta như thế thế kia, về đời sau cái ngại sở này nó còn rộng nữa, nó lớn nữa. Cái chấp thủ này nó cũng rộng, nó cũng lớn nữa, rất là nhiều. Chấp hiện kiếp này, biết rằng tái sinh thì ước mong thế giới về sau, ước mong cảnh giới sau, và cầu cho chúng ta như thế này, cầu cho chúng ta được như thế kia, để cho cái gì, cho cái của mình, cho cái của mình đó, cái mình đó được như ý nguyện, được như mong muốn. Thì kính thưa quý vị, đây là điều mà tất cả chúng ta có quyền suy nghĩ, có quyền nói lên, có quyền hiểu biết tất cả. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng tất cả pháp nó là vô ngã. Rồi tay trong tay, những gì chúng ta đang cầm, những gì chúng ta đang nắm, nó phải ra đi, nó không hiện hữu. Cho nên mà đó chính là cái ngã sở của chính mình. Cái chấp thủ về cái ngã sở này nó có một cái sự, tức là cái này có mặt thì thường là cái kia sẽ xuất hiện. Bởi vì ái có mặt thì chấp thủ này sẽ có mặt không. Cái chấp đó nó khởi sanh lên bởi vì tự cho mình, tự khẳng định mình, tự khẳng định cái quyền sở hữu của mình, cái giá trị của chính mình, và cái đó thuộc về cái của mình, vân vân. Và từ chỗ đó cho nên ngã sở sẽ xuất hiện, và ngã sở xuất hiện đó cũng như đây là nhà cửa, đây là vợ, đây là chồng, đây là con cái, đây là sự nghiệp, đây là danh vọng, đây là tất cả là mạng sống của tôi, như thế này tôi như thế nọ. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta có quyền suy nghĩ như vậy, nhưng các pháp nó vận hành cũng có cái quyền vận hành của nó như vậy. Các pháp vị nó có quyền vận hành như vậy. Bởi vậy rồi tại sao mà thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được khổ, tất cả cái đó nó mới chen qua trong cuộc đời, mới nói lên rằng anh có chấp thủ, anh có ôm ấp rồi. Phạm sở hữu tướng giai thủy hư vọng, thấy cái tướng cái giả không có chuyện gì hết, thấy đi, biết đi, chấp thủ đi, rồi chúng ta đau khổ. Tất cả cái tánh đó nó vô thường, cái tướng đó nó là như thế, mà chúng ta cứ chấp tướng chấp tánh thì chúng ta đau khổ thôi. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái ý của con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài trong câu tụng lần đầu tiên này. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thú kính thưa thượng tọa Thượng Quyền, mà thượng tọa Thượng Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thượng Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân, hình như thượng tọa Pháp Tân không có ở trước máy. Đại đức Pháp Tính đi, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính, dạ có thượng tọa Thượng Siêu. Dạ có thưa thầy siêu, nhưng mà cái bàn tay của thưa thầy siêu rất là đặc biệt, thưa quý vị, có lúc thấy được, có lúc không thấy được. Giờ bây giờ thấy rồi. Còn bàn tay thì nó rất là đặc biệt. Và thưa thầy siêu, chúng ta thấy ở trong nhiều bài kinh ấy, như kinh Vô Ngã Tướng chẳng hạn, hay là bài kinh hôm nay và một số các bài kinh khác nữa, khi mà Đức Phật ngài dạy về quán sát
vô thường khổ đau của ngã đối với năm uẩn, thì ngày thường đơn giản từ uẩn một, sắc uẩn rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mà đa phần cái cách nói của chúng ta, nói chung chung á, chúng ta hay nói về năm uẩn này, các uẩn là vô thường khổ đau vô ngã. Thì trên phương diện pháp hành á, trên phương diện thực hành á, thì quán sát các uẩn mà từng phần một như vậy đó, nó có những lợi ích gì đặc biệt không? Xin kính thỉnh sư đỏ khoan nghĩ, cho biết phải suy nghĩ sư đỏ về điểm này. Có lẽ là mai mốt chúng tôi làm bộ bấm nhầm đưa tay lên thì mọi người sẽ thấy. Còn nếu mà mình cố ý mình đưa tay thì không ai thấy, khó khăn lắm mới thấy. Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận cái câu số 2. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị. Trước khi thảo luận câu số 2 về năm uẩn, thì ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại năm uẩn ở trong bản kinh này. Khi mà Đức Phật Ngài dạy về sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, cho đến cái phần thức uẩn đó, thì Ngài có một cái nghe một cái trình bày chẳng hạn như cái đoạn mình nói về cái đoạn đầu của các kiến xứ, một vị thánh đệ tử có tu tập pháp bậc thánh xem sắc uẩn, cái này không phải là tôi, là của tôi, xem thọ các cảm thọ, cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, xem các tưởng, cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, các hành, cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, tầm cầu, được ý suy tư, cái này không phải là tôi, không phải tự tưởng cả tôi. Thì thưa quý vị, đối với thức uẩn đó, Đức Phật Ngài dạy được thấy ở đây là tâm nhãn thức. Được nghe xúc tăng ở đây là chỉ cho cái tâm nhĩ thức,
được cảm xúc muốn tăng là chỉ cho tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và được ý thức vinya tâm là để chỉ cho ý thức. Như vậy thì khi mà nói đến thức uẩn thì ngài trong bài kinh này, chỗ này ngài không nói đến thức uẩn, mà ngài dùng cái từ gọi là thị giác. Thính giác là cái được nghe, cảm giác tức là chỉ cho tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và ý giác tức là cái giác quan thứ sáu, tức là cái sự suy nghĩ. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu và hiểu người theo trong chú giải. Cho nên khi mà chúng ta đọc ở đâu đó một trong đoạn nào mà có đề cập đến như là kinh Bát Nhã, Đức Phật ngài dạy trong Bát Nhã, Dithamatang Thawisti, khi thấy chỉ biết là thấy thôi, Sutang Sutta, Matang Thawisti, khi nghe chỉ biết là nghe thôi, Bhutang Bhutamatang Thawisti, là khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận thôi, tức là tỷ thiệt thân. Vinyatang Vinyanamatsati là khi nhận thức chỉ biết là nhận thức thôi, không có chấp thủ là tôi, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Nghe xong bài kệ đó, bài hình chán, sau khi Đức Thế Tôn đi phước thực tiếp thì Bát Nhã nghe ngồi lại và chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật và từ bỏ cái gã chấp, vì đó chính là hán quả. Ngay khi còn là một vị đạo sĩ mặc y vỏ cây cũng đã chứng A-la-hán nhờ hiểu được đó. Cho nên ở đây trước nhất là chúng tôi xin được trình bày thêm cái vấn đề này để chúng ta, nhưng mà có lẽ là quý vị đọc qua, quý vị không có, không cần phải, quý vị không có chú ý, không có chú ý chỗ đó. Bây giờ trở lại với cái câu thảo luận số 2 đó. Ở đây thưa quý vị, trong những bài kinh như kinh Vô Ngã Tướng hay là bài kinh ngày hôm nay đó, khi nói vô thường khổ đau vô ngã, Đức Phật đơn cử từng uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phải chăng sự quan sát chân tướng của năm uẩn từng phần có lẽ riêng biệt, quý vị? Khi Đức Thế Tôn ngài dạy về cái pháp tứ niệm xứ thì ở đây cho chúng ta thấy rõ một điều là vị hành giả biết được từng phần
chánh niệm tỉnh giác đối với sắc quẩn thì đó là thân quá niệm xứ. Chánh niệm tỉnh giác đối với thọ quẩn thì đó là thọ quá niệm xứ. Chánh niệm tỉnh giác đối với thức quẩn thì đó là tâm quá niệm xứ. Chánh niệm tỉnh giác đối với tưởng quẩn và hành quẩn thì đó là pháp quá niệm xứ. Vậy cho nên khi mà Đức Phật trình bày quán vô thường khổ đau vô ngã đối với năm quẩn từng phần thì giúp cho vị hành giả đứng ở góc độ nào, cái đề mục nào ở trong bốn đề mục niệm xứ, chúng ta vẫn có lợi lạc. Thì đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, ghi nhớ. Chúng ta sẽ hiểu được cái dụng ý của Đức Phật khi mà Ngài thuyết từng phần như vậy. Ngài đã tách ra sẵn cho chúng ta, thì từ đó chúng ta cứ dự hành theo thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ là chúng ta biết rằng ở đây chúng ta nhìn vào sắc quẩn, cái sự hoạt động của sắc quẩn thấy vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn khi mà thực hành thọ quán niệm xứ thì chúng ta cứ nhìn vào, cứ tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác đối với thọ quẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã. Còn tâm quán niệm xứ thì chúng ta chánh niệm tỉnh giác vô thường, khổ đau, vô ngã đối với thức quẩn. Pháp quán niệm xứ ở trong đó như là chúng ta nói đến năm thì cái, thập nhị xứ hay là ngũ thủ quẩn, thất chất chi, tứ diệu đế, thì pháp quán niệm xứ đó chúng ta đặt nặng về tứ quẩn và hành quẩn. Thì ý nghĩa câu trả lời của chúng tôi là như vậy đó. Xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì kính thỉnh thượng tọa giải đáp trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa tuệ sư. Và thượng tọa tuệ sư nhân thượng tọa có ở trước máy, khỏi phải lo là thượng tọa có đưa tay hay không đưa tay, thượng tọa thì trả lời được dùng cho câu số 3. Bạch Thế Lộc Thế Siêu, ở trong bài kinh này Đức Phật này có dạy rằng không có cái sự chấp thuận ngã nào mà không mang lại đau khổ. Ở trong bài kinh này Đức Phật dạy rõ, Ngài không thấy có cái trường hợp nào chấp ngã mà không mang lại đau khổ. Nhưng mà đối với đời sống hàng ngày của chúng ta đó, thì tất cả hạnh phúc vẫn đều dựa trên cái ngã và ngã sợ hết. Nếu cái hoa đó đẹp mà không phải là hoa của mình, nếu cái nhà đẹp mà không phải là nhà của mình thì mình rất là ơ hờn. Nhưng mà cái gì của mình mới cảm thấy hạnh phúc, hay là nói đến mình hạnh phúc. Thì như vậy những gì mà chúng ta quan niệm á, rất là trái ngược lại với lời Đức Phật dạy. Thì có phải chăng đó là một câu giải thích tại sao chúng ta đau khổ trong đời sống không? Kính thỉnh thượng tọa khoan nghĩ trở lại. Chúng tôi kinh nghiệm một điều là bây giờ khỏi cần phải giơ tay lên nữa. Hãy thượng tọa giác đẳng hỏi xong thì cứ việc chỉ nào thượng tọa giác đẳng hay là MC mà buông mic xuống thì chúng tôi cầm mic trực tiếp thôi. Ừ.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Những gì mà chúng ta quan niệm ở trong cuộc sống hiện tại, chúng ta nghĩ rằng hễ mà có ngã, ngã sở là ta là của ta đó, thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, cái hạnh phúc mà chúng ta quan niệm theo ngã và ngã sở đó, cái hạnh phúc đó nó chỉ tạm thời, nhưng mà chính vì có cái ngã và ngã sở cho nên mới đau khổ lâu dài, nó đau khổ lâu dài. Còn trong khi Đức Phật Ngài dạy khi nào không có sự chấp thủ, chấp ngã thì không tạo nên sự đau khổ. Cái đó là cái trường hợp lâu dài và rất thâm thúy, tức là tuyệt đối được an lạc. Chúng tôi lấy một thí dụ, đơn cử một thí dụ điển hình như là bản thân chúng tôi. Ngày xưa thưa quý vị, đối với chùa Viên Giác, sau khi Ngài Hòa Thượng tịnh đi thì chùa Viên Giác bỏ trống, thì lúc đó các vị như là Đại Đức Giác Tâm hay Đại Đức Tịnh Thân, các vị đã lui tới để cúng cho cô sư cô Thanh Trí làm trụ trì. Lúc đó chúng tôi không có bận lòng, hễ tới cái ngày lễ là hễ sư cô Thanh Trí có mời thỉnh qua để thuyết pháp thì chúng tôi đi vậy thôi. Còn cái chùa nên hư thành bại và người ta lấn ranh chùa như thế nào thì cái chuyện đó chúng tôi không có bận tâm, bởi vì không phải là chùa của mình. Nhưng mà kể từ khi chúng tôi được nhận cái vị trí là trụ trì của tổ đình Viên Giác, lúc đó đó là có chấp ngã và ngã sở cái chùa của ta. Do vậy hễ mà có một cái sự, có cái dấu hiệu mà bị người ta lấn chiếm hay là người ta làm cái gì tổn hại cho cái chùa, bất lợi cho chùa, thì tự nhiên lúc đó là mình khổ, khổ tâm thôi. Thật sự ra làm trụ trì vui thì ít mà khổ thì nhiều, đủ thứ chuyện. Chúng tôi mới nghiệm ra thấy rằng là hãy khi nào mà mình chấp ngã đó, ngã ngã sở thì mình mới có sự khổ đau, đúng như lời Đức Phật dạy vậy. Lúc đó cái biển kinh Pháp Cú của Ngài Narada hồi xưa chúng tôi quý lắm thưa quý vị, cái biển màu vàng chắc thượng tọa chắc đẳng còn nhớ, cái bìa màu vàng của bánh xe pháp hiếm mà quý. Lúc đó có một vị sư tăng sinh
đi đến mượn chúng tôi về xem. Và chúng tôi cho mượn, nhưng chúng tôi cũng do vì công việc nhiều chúng tôi quên đi. Một ngày kia chúng tôi đi ngang qua thấy vị đó, xem mà vị đó cầm cái quyển sách mà lộn ngược lại để cầm một tay mà đọc. Chúng tôi không có xót xa, không đau khổ lắm, vì chúng tôi nghĩ sách của người ta muốn đọc sao người ta đọc, nhưng mà mình chỉ nhắc sư đọc sách, sư làm vậy riết hơn quyển sách của sư đó. Thì lúc đó vị tôi nói quyển sách này con mượn của sư ba mà. Cái lúc đó đó thưa quý vị, chúng tôi vừa nghe nói là quyển sách của mình, ây ơi, lúc đó chúng tôi khổ tâm vô cùng. Chúng tôi lấy lại quyển sách mà chúng tôi xếp lại, chúng tôi phải viết một cái nếp nhăn đó, rồi cái gáy sách chúng tôi phải dằn xuống để cho nó bằng lại, vân vân. Thì lúc đó đó thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, mấy phút trước thì mình không có khổ vì không có ngã và ngã sở đối với quyển sách đó. Nhưng mà mấy phút sau khi mà mình có gắn liền cái ngã và ngã sở vào rồi thì mình khổ tâm, mình khổ tâm ghê. Cho nên ở đây cái hạnh phúc mà người đời họ cho rằng hễ mà cái gì là của ta đó thì mình được, mình mới là hạnh phúc. Nhưng cái đó họ chỉ thấy ở một khía cạnh nhỏ thôi, thấy hạnh phúc nhỏ thôi. Nhưng mà họ vì vô minh cho nên chúng sanh phàm phu không thấy cái khổ đau to lớn ở phía sau cái hạnh phúc đó, không thấy sự khổ đau to lớn sau cái hạnh phúc mà ngã sở đó. Còn đối với người trí, nhất là Đức Phật, Ngài đã tuyên thuyết vì Ngài đã thấy rõ hãy khi nào mà có chấp ngã và ngã sở thì sẽ có sự khổ đau, có sự khổ đau to lớn lắm thưa quý vị. Cho nên cái hạnh phúc đó Ngài không cần biết, Ngài dạy chúng ta không nên để ý cái hạnh phúc đó, vì hạnh phúc đó nó tầm thường lắm. Nhưng mà cái hạnh phúc, cái sự đau khổ nó nguy hiểm, nó dài dằng dặc, dài dằng dặc. Một chàng thanh niên, anh ta lớn lên và anh ta sống rất vô tư, đi ra đường tự do thoải mái. Khi nhìn thấy những cái cô gái qua đi lại, áo xanh áo vàng, mặt tươi tỉnh đẹp, lòng anh ta rộn ràng, anh ta hạnh phúc. Khi mình được nói chuyện, được tiếp chuyện với cô gái ấy, nhưng mà thử thời, cô gái ấy đã trở thành người yêu của anh ta, và ít lâu sau trở thành người vợ của anh ta. Thì quý vị đoán biết cái gì sẽ xảy ra? Cái đau khổ dài. Và chúng tôi thường nói với các Phật tử trẻ, chúng tôi nói ấy, một khi mà đã chấp nhận như vậy, tức là chấp nhận tù chung thân, tù chung thân với người đó, cái khổ như vậy đó thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng lời dạy của Đức Phật, của một bậc chánh giác, là Ngài dạy về cái nước lao, cái thâm sâu. Còn cái hạnh phúc mà chúng ta chấp khi mà chúng ta có cái sở hữu, ngã sở tức là sở hữu của ta đó,
chúng ta thấy đó là hạnh phúc khi được sở hữu, rồi chúng ta sẽ cảm thấy khổ. Nhưng mà cái khổ đó, một là chúng ta không biết tại sao mình khổ, không biết tại sao mình khổ. Thứ hai nữa là tại vì khi mình đã khổ vậy rồi đó, mình phóng lao theo lao, cứ biết khổ như vậy nhưng mà vẫn chấp ngã, chấp ngã, chấp ngã sở. Cái này là ta, là của ta, là ta, là của ta, vợ ta, con ta, tài sản ta, cứ chấp theo đó. Mà hãy càng chấp thì càng khổ, mà càng khổ thì chúng ta lại càng chấp. Cho nên cái khổ đó kéo dài dằng dặc là chúng ta chưa có ý thức để mình thoát được. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điều qua câu thảo luận số 3. Kính thỉnh Thượng Tọa giải đáp trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa tiểu sư, kính thỉnh sư huynh đi nghỉ. Chỉ còn hơn 10 phút còn lại thì chúng ta sẽ lo phần còn lại. Kính trình sư huynh. Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, dạ. Đại đức Pháp Tính ở trong rất là nhiều bài kinh, Đức Phật hệ thường nói rằng khi mà chúng ta nhận một vị thánh đệ tử mà được nhận về vô thường, khổ đau, vô ngã đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa đó, thì đó là cái nhìn toàn diện thì bị đoạn đẳng khổ. Nhưng mà phần đông chúng ta thì không có cái nhìn toàn diện như vậy. Có người nhìn thấy rằng hiện tại là khổ, nhưng mà quá khứ luôn luôn là thịnh vàng son, tương lai luôn luôn là đẹp chẳng hạn. Hay là mình nghĩ rằng cái chuyện đó, người nghèo bị khổ chứ ông vua không khổ, người nghèo bị khổ chứ người giàu không khổ, vân vân. Thì với một người tu tập mà nhìn thấy một phiến diện, một cách phiến diện đi, ví dụ mình thấy mình khổ mà mình nghĩ rằng mình khổ là tại mình ở chùa này mình khổ, mình khổ là mình ở với người này mới khổ, mình khổ là tại vì mình không có tiền mình mới khổ, thì mai mốt mình đi qua một ngôi chùa khác, mai mốt ở với người khác, mai mốt mình có tiền mình sẽ không khổ. Thì đây Pháp Tính nghĩ cái nhìn phiến diện đó nó có vấn đề không, và nếu có vấn đề thì vấn đề nằm chỗ nào? Cái thực tế thì Pháp Tính. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ lên Thượng Tọa Nhất Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu lên, thì thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì chỉ đối với một phần nào đó như là quá khứ khổ nhưng tương lai là tốt, người nghèo nghĩa là khổ, người giàu thì không khổ. Cái nhìn phiến diện đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự tu tập? Thì đối với một người mà có những cái nhìn như vậy đó, thì coi như là nó sẽ trái với cái lực nhân quả, trái với cái lực nhân quả. Thật sự ra đó, nếu mà mình thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, mà mình thấy được một cái phần nào đó thôi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong quá khứ là như vậy, trước kia mình có cái đời sống hạnh phúc, rồi tương lai mình bây giờ đó thì mình lại là đau khổ, nhưng mà tương lai của mình nó tốt hơn, hoặc là mình cảm thấy cái sự nghèo khổ hoặc là giàu thì không có khổ đó. Thì cái nhìn đó đó nó chưa có được hết được, chưa có thấy được hết cái sự vô thường, khổ, vô ngã. Tại vì quý vị thấy rằng trước tiên mà chúng ta mà muốn thấy đúng sự thật theo vô thường, khổ, vô ngã đó, thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải có một cái niềm tin vào cái nhân quả nghiệp báo. Khi mà chúng ta có cái nhân quả nghiệp báo rồi đó, thì chúng ta có được cái niềm tin đó rồi,
À, chúng ta có được cái sự thấy, sự nhìn như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ tu tập. Khi mà chúng ta tu tập rồi đó, thì lúc đó đó chúng ta mới cảm nhận được rằng là cái đối với các pháp đó, nó luôn luôn có cái sự biến đổi. Tại vì qua cái sự tu tập, qua cái trước tiên đó, là qua cái nhìn về nhân quả rồi, chúng ta thấy được cái nhân quả rồi, thì lúc đó chúng ta mới tinh tấn chúng ta tu tập. Mà khi mà chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta sẽ nhận thức được cái vô thường đó, nó cũng như là nó được sâu sắc hơn, cái sự khổ đó nó được sâu sắc hơn, rồi cái sự vô ngã đó nó sẽ được sâu sắc hơn. Thành ra đó lúc đó đó chúng ta sẽ thấy được các pháp nó đúng như thật, các pháp nó đúng như thật. Thì khi mà cái nhân này nó cho quả thì nó cái nhân này nó cho quả hạnh phúc, cái nhân này nó sẽ cho cái quả đau khổ. Thì chính vì cái sự tu tập mà chúng ta có cái nhìn nó sâu sắc hơn. Còn đối với như bình thường mà mình nghe nói cái sự thay đổi, cái sự vô thường, thành ra đó cái lúc đó nó không khéo tâm của chúng ta sẽ có cái sự nhìn mà nó phiến diện hơn. Cũng như chúng tôi vừa nói, tại sao mà mình phải tin nhân quả. Thí dụ như giờ mình nghĩ rằng là mình ở đây thì nó đau khổ, nhưng mà có thể sau này mình đi một cái nơi khác thì nó sẽ được hạnh phúc. Thì thật sự ra chính cái đó nó sẽ là cái nhìn phiến diện. Tại vì quý vị thấy rằng con người của chúng ta đó, nếu mà nhân mà nó tốt thì nó trổ quả tốt. Mà chúng ta ở bất cứ một cái môi trường nào cũng vậy, chúng ta cũng cảm thấy được cái sự an lạc. Còn nếu mà chúng ta có cái nhân xấu thì nó cho chúng ta cái quả khổ. Bây giờ chúng ta ở nơi nào cũng vậy, như ở trong Pháp Cú Kinh có câu là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào ở trên đời trốn khỏi được quả ác nghiệp. Đó, thành ra bây giờ nếu mà mình ở trong quá khứ mà mình có những cái nhân xấu đó, thì bây giờ mình ở bất cứ một cái nào, chúng ta cũng bị cái sự chi phối của cái sự đau khổ, nó làm cho chúng ta đau khổ triền miên. Dù cho chúng ta ở một cái xứ đó, nó cũng như là nó được phong phú về vật chất, hoặc là nó phong phú về những cái tiện nghi, nhưng mà lúc đó đó mình cũng bị cái sự đau khổ. Đó, thành ra đó, ở đây á, thì chúng ta thấy rằng là đối với tại sao có những người người ta cũng nói lên cái sự vô thường, khổ, vô ngã đó, mà người ta lại có một cái nhìn khác, là tại vì người ta thấy qua cái cũng như là thấy cái sự thay đổi thôi, người ta thấy cái sự thay đổi thôi thì người ta nghĩ rằng là đó là cái sự vô thường, đó là cái sự vô thường. Hoặc là người ta chỉ thấy cái sự thay đổi nó sơ sơ thôi, rồi người ta cho rằng cái đó là khổ. Thì thật sự ra đó, đối với các pháp hữu vi nó là vô thường, khổ, vô ngã rồi. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là cái tầm nhìn của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta, chúng ta chỉ thấy qua cái sự thay đổi ở bên ngoài thôi. Thành ra có nhiều khi chúng ta muốn đi khỏi cái nơi này, chúng ta tìm cái nơi khác để mà chúng ta lánh những cái sự đau khổ và hạnh phúc. Chứ thật sự ra đó, không có cái nơi nào mà nó bảo tồn chỉ toàn là hạnh phúc, không có cái nơi nào mà nó bảo tồn toàn là cái sự đau khổ. Chỉ có cái niết bàn thôi, chỉ có khi nào mà chúng ta tu tập, chúng ta chứng đạt niết bàn, thì coi như là lúc đó nó chấm dứt giữa cái đau khổ và cái hạnh phúc của những cái pháp hữu vi, mà lúc đó nó sẽ được cái sự an lạc tuyệt đối. Thành ra do chúng tôi muốn nói những cái điều này nói nhiều là tại sao mà người ta có cái nhìn phiến diện. Tại vì người ta chưa có thấy được cái thật sự là cái vô thường, khổ, vô ngã. Thế mà cái gì mà người ta thấy mà theo cái ưng ý của người ta thì người ta cho cái đời này nó là vô thường, khổ, vô ngã gì đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những người thấy người khác mất cái đôi dép thì mình nói thôi chấp chi, vô thường, khổ, vô ngã mà đó. Nhưng mà đối với mình khi mà đôi dép của mình bị mất thì sao? Thì lúc đó là mình
bực tức tại tại cái người này, tại cái nơi này nó như vậy, tại cái nơi đây lễ hội mà không tìm bảo vệ để mà canh chừng vân vân, chúng ta sẽ đổ thừa tại cái này tại cái kia đó. Nhưng mà vì chính cái chỗ này đó, chúng tôi muốn nói rằng coi như là do mình thấy qua một cái sự vô thường khổ vô ngã, mình thấy bằng một cái cảm nhận của mình thôi, chứ không phải là do cái trí tuệ của mình thấy. Thành ra đó, mình luôn luôn bị chi phối bởi cái nhìn của phiến diện, có nghĩa là thể mà thuận tiện thì chúng ta cho là hạnh phúc, còn không thuận tiện thì chúng ta cho là đau khổ. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 4 này. Bây giờ con xin thỉnh tụ tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thủ kính trình đại đức Pháp Tính. Thưa quý Phật tử, thật ra thì nguyên cả bài kinh ngày hôm nay chúng ta suy tư rất có lợi, nhưng mà chúng ta nhớ một điều như vậy là nó chỉ thực sự có lợi khi nào mình đem áp dụng vào trong đời sống của mình. Và để áp dụng những điều này thật ra nó đòi hỏi một sự lắng nghe rất nhiều, một cái sự cảm nhận rất nhiều đối với kinh nghiệm tự thân. Thí dụ mỗi lần mà chúng ta đau khổ á, gặp chuyện gì mình khổ, chuyện gì cũng vậy, bất cứ chuyện gì mình khổ, mình nên tự hỏi rằng cái khổ này nó có liên hệ đến cái ngã chấp không? Có liên hệ đến ngã và ngã sở hay không? Nếu mình chấp ta, chấp của ta thì mình khổ. Thì khi mà mình thấy được cái chuyện đó, mình cảm được chuyện đó lâu ngày đó, nó sẽ cho chúng ta một cái ánh sáng. Cái chuyện lẽ ra mình không có cần khổ như vậy, nhưng mà tại vì mình quá chấp thủ mình khổ. Ví dụ như mình nghĩ là chuyện đó đúng mà người khác nói là không đúng, đôi khi mình bực bội á, mình bực tức, mình nổi giận không phải là vì là chuyện cái chuyện nó đúng hay sai, mà tại vì mình thấy rằng mình bị tự ái, mình thấy rằng do cái ngã của mình nó bị xúc phạm. Tôi khẳng định điều đúng mà anh nói điều đó sai. Thật ra với người đời đó thì quan trọng làm sao chứng minh về cái ta là đúng, nhưng mà với chúng ta là người tu á, thì cái hạnh phúc thật sự nó đến từ cái sự hạ nhiệt, từ cái sự giảm thiểu chấp ngã. Càng bớt đi cái chấp ngã thì chúng ta còn bớt đau khổ. Và có một điều rất là chắc chắn là càng chấp về ta và của ta thì chúng ta sẽ càng đau khổ. Đó, cái bài học đó là bài học mới nghe thì rất là dễ chấp nhận trên phương diện lý thuyết, nhưng trên phương diện thực hành thì nó không dễ. Và tất cả chúng ta đều thường bị dao động bởi cái gọi là ta là của ta, mà không có cái dao động nào mà dẫn đến khinh an hết. Đức Phật đã nói rằng không dao động thì được khinh an, mà có dao động thì không có khinh an. Nó là tức là đời sống chúng ta có dao động, có xáo trộn thì gọi là hạnh phúc thì không có. Cũng như người đời họ nói an cư thì mới lạc nghiệp, mà đời sống xáo trộn không an cư sẽ lạc nghiệp được. Thì cái tâm của chúng ta mà nó ít dao động thì nó ít đau khổ, mà cái tâm mà càng chấp ngã, càng chấp ngã sở thì càng dao động. Chúng ta không tin, chúng không có bị thuyết phục, nhưng mà chúng ta lắng nghe và lắng nghe thật nhiều thì chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng thật là may mắn mình là con Phật, thật là may mắn là mình học được lời Đức Phật dạy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con là Nguyên Thông, xin thay mặt đại chúng trong room chúc kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, đến đạo quả giải thoát. Kính cảm ơn chư đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý vị chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường.
trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ, nguyện các bậc hữu, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh hay Lăng Nhật Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn.